Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây. Thì quý cô chú xem kênh yêu mến xin mời đăng ký ủng hộ ha, nhấn chuông thông báo để mình sẽ cập nhật nhanh và giao lưu những clip mới nhất trên kênh. Hôm nay thì con cũng ghé vườn chị Huy quý cô chú bonsai cây cảnh Huy Hoàng. Chị Huy chuẩn bị cho mình một cái lớp cây cũng đa dạng phong phú các loại, giá thì cũng rất là dễ chơi ha. Rất mong quý chú xem yêu mến và ủng hộ cho chị. Dạ em chào chị Huy ha. Dạ em chào anh, em mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh Bonsai Lộc Tỉnh Miền Tây ha. Thì hôm nay bonsai Huy Hoàng của em có một số loại cây bonsai để giao lưu cùng quý cô chú anh chị, như là mai chiếu thủy nè, linh sam, rồi có nguyệt quế thì cây ăn trái. Thì em có được sơ ri, me, khế, ổi hả cô chú anh chị. Em thì ở quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ, và số điện thoại của em là 0939081082. Dạ em vô cây đầu lai luôn nha cô chú anh chị. Cây đầu lai của ngày hôm nay đây là một cây mai chiếu thủy nhị quý ha. Mã này là mã 1Y ha. Này, cây này á, là thuần chậu rồi nên cô chú anh chị an tâm nha. Mai chiếu thủy thì mình trồng ở khí hậu nào cũng được hết cô chú anh chị, rất là dễ trồng và dễ chăm sóc luôn ha, thì nở quanh năm ạ. Này cây cái thân to lắm á cô chú anh chị, phơm tàn ấm mịn. Những cây mai chiếu thủy như thế này đây là nuôi cũng cần thời gian hết cô chú anh chị. Này, cây liền là không có lỗi lầm chỗ nào hết. Rồi, để em đo thông số cho cô chú anh chị gõ ha. Tàn rất là ấm mịn luôn nè. Thân thì to, cốt thì cũng to luôn. Trung an nhị quý. Dạ. Cây có chiều cao lên đây là được 75. Dạ có tán dài em đo từ đây qua đây cũng là 75 luôn hết cô chú anh chị. Dạ. Này hoành thân cây ạ. Dạ hoành thân cây đo ngay chỗ này là được 41 hết cô chú anh chị. Này. Đo xích lên trên đây là được 36 ạ. Dạ. Cái đế nha cô chú anh chị, để em đo cái đế cho cô chú anh chị biết được độ lớn của cây ha. Em kéo thước dây như thế này đây là được 75 hết cô chú anh chị. Này. Đó, cái phần đế nó ra tới đây nè cô chú anh chị. Đó. Cây rất là liền lạc luôn nha cô chú anh chị, không có bị lỗi lầm chỗ nào hết. Đế nó ra muốn gần hết cái chậu luôn rồi. Mã này là mã 1Y hết cô chú anh chị. Thì cây mai chiếu thủy này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 3.900.000. 3.900.000 em bao ship cho mình luôn, và em ship cả chậu ha. Cô chú anh chị nào mà không ưng cái chậu này thì em sẽ bớt tiền lại cho mình hết cô chú anh chị. Này. Rồi. 1Y. Cây tàn ấm mịn lắm rồi cô chú anh chị, về để như vậy là mình chăm nước là có hoa ha. Rồi, dạ. Em xin phép xuống cây luôn ạ. 3.900.000 chị ha. Dạ. Dạ. Bao ship luôn cái chậu nha cô chú. Cái này nhà vườn đóng luôn cái kiện cho mình ha. Đó. Rồi, tiếp tục. Dạ, tiếp theo là mã 2Y. 2Y của ngày hôm nay là một cây nguyệt quế hả cô chú anh chị. Đây, cây này lá sắn hoa chùm hả cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị tham khảo này, dáng tương tự như dáng bài vậy đó. Đế thì ra hết cái chậu luôn. Cái chậu này là khoảng 50cm đó cô chú anh chị. Em đo thông số luôn ạ. Cây có chiều cao lên đây là được 39 nè. Có cái tán dài từ đây qua đây là được 70 ha. Cây tàn ấm mịn lắm cô chú anh chị ơi. Cốt cành lớn ha, nguyệt quế nuôi cốt lâu lắm đó cô chú anh chị, mà nuôi được cái dàn cốt như thế này đây là cũng cần thời gian lắm luôn ạ. Em đo hoành thân ngay chỗ này ạ. Hoành thân ngay đây là 36 ạ. Còn cái phần đế thì lớn lắm cô chú anh chị. Đây. Em xây một vòng cho cô chú anh chị gõ nè. Đế là mặt nào cũng có đế luôn. Cây già găng guốc nhiều lắm đó cô chú anh chị. Mã này là mã 2Y ha. Em để hai tay vô cô chú anh chị ước lượng nè, không chưa giáp nha cô chú anh chị. Đó. Nếu mà một tay gì là 20cm mà chưa giáp đây là khoảng 60-70 ha. Đế lớn. Mã này là mã 2Y hết cô chú anh chị. Thì cây nguyệt quế này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 3.900.000. Cái chậu này em sẽ ship cho cô chú anh chị luôn. Cái cây này á thì em ép chậu được khoảng 10 ngày nay. Về cô chú anh chị để yên gì tưới nước giùm em ha, thì khoảng 1 tháng nữa cây nó sẽ thuần nhiều hơn nữa, rồi bắt đầu cô chú anh chị sang vô một cái chậu đẹp hết cô chú anh chị. Đây. Rồi mã này là mã 2Y ha. 3.900.000 em bao ship cả chậu ạ. Dạ. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Một cây già lùng lực nha quý cô chú. Tay cành lớn. Rồi tiếp tục luôn. Dạ rồi, tiếp theo em lên mai chiếu thủy trung nu hết cô chú anh chị. Đây, cụm gừng. Cái này là cụm gừng nha cô chú anh chị. Mấy cái gừng này là em lựa không á, cây nó thẳng ha và nhiều gừng luôn. Mấy cây này em đã vô chậu cho cô chú anh chị luôn rồi, về cô chú anh chị cứ để gì. Cái mình có thể trang trí thêm một vài tiểu cảnh nhỏ nhỏ như là rêu nè, rồi những con nai nhung ha. Cây có chiều cao lên đây là được 34 ạ. Dạ có tán dài từ em đo từ đây qua đây là được 58 ạ. Cụm rừng mai chiếu thủy trung nu ạ. Em đo tổng cái hoành cụm rừng ở đây là được 85 hết cô chú anh chị. Mã này là mã 3Y ha. Thì cái cụm rừng mai chiếu thủy này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 1.300.000. 1.300.000 em bao ship cho mình luôn. Em ship cả chậu luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị tham khảo ha, cây rất là liền luôn nè, gừng nó thẳng hết ha, sạch sẽ cây lắm luôn ạ. Về mình chỉ để gì mình chăm nước mình chơi thôi, mình không có cần xử lý gì hết đó cô chú anh chị ơi.
Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 40 nha, cũng là cụm gừng mai chứa khỉ nè, nuôi được một cái phơm tàn như vậy đây cũng có mất nhiều thời gian hết cô chú anh chị. Quá đẹp luôn cô chú ơi, đây gừng đều lắm luôn ạ. Cây có chiều cao lên đây là 34, hai cái gừng này nó rất là đều với nhau luôn. Rồi có cái tổng cái tán dài ở đây là được 57 á cô chú anh chị. Em đo cái tán ngang đi, cái tán ngang là được 35 á, cho cô chú anh chị biết được cái độ lớn của cái tán ha. Dạ, cái tổng cái hoành gừng này là 75 hết cô chú anh chị. Gừng thẳng lắm á cô chú anh chị, nhiều gừng lắm luôn á. Dạ rồi, mã này là mã 40 ha. Thì cái cụm gừng mai chứa khỉ Trung Nu này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.200.000 hết cô chú anh chị. 1.200.000. Em bao ship cho mình luôn, em cũng ship cả chậu ha. Cây dạ, sạch sẽ lắm rồi cô chú anh chị, về cứ để gì là chơi thôi à, chứ không có làm gì nhiều hết đó cô chú anh chị ơi. Dạ, rồi dạ, em xuống cây luôn ạ. Cái nào mà không rõ thì cứ liên hệ số điện thoại của em ha, 0939081082, để em hỗ trợ hình ảnh thêm cho cô chú anh chị. Dạ, tiếp theo mã 50 thì em có được những cây series sữa thăng hết cô chú anh chị. Đây, đường thăng rất là lắc lượng quái cây lắm. Rồi em đo thông số ạ, cây có chiều cao lên đây là 37, có tán dài ở đây là được 60 ạ. Mấy cây mà sữa thăng lâu lớn lắm cô chú anh chị ha. Em đo ngay chỗ đây là cái phần cũ ha, là được 21 ha. Rồi cái phần thăng ngay đây là được 13 ha, 12 hết cô chú anh chị. Còn để ý dưới đây nữa nè cô chú anh chị ơi. Đây, cô chú anh chị tham khảo là đường thăng rất là lắc lượng luôn. Mã này là mã 50 thì cây mai, cây này là cây seri. Seri thì cho trái hết cô chú anh chị, bông thì nó sẽ giống như là cây hồng ngọc mai vậy đó. Trái thì mình ăn vô chua chua ngọt ngọt ha. Rồi cây seri này giá 1.200.000, em bao ship cho mình luôn hết cô chú anh chị. Seri ạ. Rồi em xin phép xuống cây ạ. Dạ, tiếp theo là mã 6Y ha, cũng là một cây seri luôn. Cây này rất là quái cây đó cô chú anh chị. Những cây seri này em lựa không có cô chú anh chị ơi. Lựa cây quái tàn ấm viên để giao lưu cùng cô chú anh chị ha. Cây có chiều cao lên đây là được 39, có tán dài là được 59 ha. Seri ạ. Mã này là mã 6Y hết cô chú anh chị. Đây, cái phần em đo ngay chỗ này là được 18 nha cô chú anh chị. Yeah. Đó, để em hạo hạo thôi đo xích xuống đây cho cô chú anh chị gõ ha, là được 20 ha. Nói chung là cây nào cũng có đế hết, rồi củ thì to ha. Cây sữa thăng như thế này đây thấy lắc lượng lắm đó cô chú anh chị. Mã này mã 6Y, cây này cũng giá 1.200.000 luôn đi cô chú anh chị. 1.200.000 em bao ship cho mình ha. Cô chú anh chị ưng cây nào thì cứ liên hệ số điện thoại của em. 1.200.000 mã 6Y, một cây seri hết cô chú anh chị. Cây thuộc gọi là cây bonsai ăn trái à. Yeah. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 7Y. 7Y cũng là một cây seri luôn. Cây này dáng nó chật ha, mà sữa thăng giót đọt lên trên luôn ạ. Cây này về cô chú anh chị sang chậu lên nhìn cái cây nó lực lắm nè cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là 45, có cái tán dài là được 59 ha. Cây này nhìn viên cây. Dạ, cái hoành thăng em đo ngay chỗ này là được 18 nha cô chú anh chị. Càng lên trên nó thì nó nhỏ lại, nó giót đọt luôn, cốt cành lớn rồi cô chú anh chị ơi. Mã này là mã 7Y ha. Thì cây seri này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 1.300.000. Cô chú anh chị mua cây nhà em từ 2 cây trở lên em sẽ bớt tiền hết cho mình hết cô chú anh chị. Cây thì bán bao ship bao sống ha cô chú anh chị, được quyền kiểm tra hàng luôn á. Đây. Dạ, rồi. Rồi, em xin phép xuống cây luôn hết cô chú anh chị. Cây này to đẹp luôn chú ơi. Dạ, tiếp theo là mã 8Y. 8Y thì em có được những cây ổi tàu siêu trái, những cây ổi của ngày hôm nay thì em đã vô chậu cho cô chú anh chị luôn. Cái này mình cũng có thể để bàn được ha. Đây. Dạ. Rồi, để em đo thông số cho cô chú anh chị gõ ha. Cây có chiều cao lên đây là được 24, có tổng tán dài là được 47, cây đang hoa đó cô chú anh chị, hoa ha. Trái ổi á, cô chú anh chị biết là mình ăn vô thơm ngon ha, có mùi thơm nhẹ nhẹ. Rồi em đo cái hoành thăng ạ, hoành thăng ở đây là được 8 đó cô chú anh chị. Ổi này là cây sữa thăng không cô chú anh chị tham khảo nè, cái dàn xương ở trong ha. Một cây ổi thăng như thế này đây mà nuôi sữa thăng như thế là già lắm đó cô chú anh chị, cây nó già lâu năm ha, nó có đế nở nở ra. Mã này là mã 8Y, cây ổi này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá 1.100.000. 1.100.000 em bao ship cho mình luôn ha. Mã 8Y, một cây ổi tàu siêu trái ạ. Ship cả chậu luôn hết cô chú anh chị. Rồi em xuống cây luôn ạ. Dạ, tiếp theo là mã 9Y, cũng là một cây ổi tàu siêu trái luôn. Đó, cây nào cũng đang có hoa hết rồi cô chú anh chị ơi. Trời, cây này có điểm đặc biệt luôn, nó có cái cục gù lên luôn. Cây có chiều cao lên đây là 21, có cái tán dài là được 37. Cây này cái phần đế nó gù gù lên đây nữa nè cô chú anh chị, nhìn nó lạ lạ nữa nè. Dạ, cái phần thân thì ngay mùi em tính chín rồi ạ. Đó, ngay mùi ngay cô chú anh chị em tính chín rồi ạ. Yeah. Rồi, cái mã này là mã 9Y ha. Thì cây ổi này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.100.000 luôn, em bao ship cả chậu luôn.
mấy cây này về cô chú anh chị để bàn ha, vài ngày nữa cái bông này nó đậu trái á, cây nhìn rất là duyên luôn á cô chú anh chị. Đây cây bonsai ăn trái ha, 1.100.000 mã 9Y, một cây ổi tàu siêu trái ha, bao ship ship chậu luôn ạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Cây này già rất là duyên. Dạ, tiếp theo là mã 10Y thì em sẽ lên tiếp cho cô chú anh chị những cây khế ha. Đây là khế chua em ghép với khế nhật hết cô chú anh chị. Đó, lô này thì nó lớn hơn hết cô chú anh chị. Tàn của ngày hôm nay là ẩm mịn nhiều lắm cô chú anh chị, bông hoa đều có hết luôn. Mấy cây khế này về nhà cô chú anh chị cho trái nhiều lắm luôn ạ. À, để em đo thông số ha. Cây có chiều cao lên đây là được 45. Có cái tán dài là được 50 á cô chú anh chị. Đây. Và cái hoành thân là được ngay 22, em tính 21 thôi ạ. À, cái phần đế là được 42 hả cô chú anh chị. Đó, cây dáng thú nằm á. À, bo thì em ghép 3 bo, cây rất là liền lạc, không có lỗi lầm chỗ nào hết. Mấy cây này về cô chú anh chị sang chậu là cây nó đẹp hơn ha. Trái thì em bao trái luôn ạ. À, mã này là mã 10Y ha. Cây khế này thì em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 800.000. 800.000 em bao ship cho mình luôn ạ. À, dạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. À, dạ. Đó, tiếp theo là mã 11Y hả cô chú anh chị. Cũng là một cây khế chua em ghép với khế nhật luôn. Ôi, cây này quá trời bông luôn cô chú anh chị ơi. Tàn ấm dữ lắm luôn, cái gốc nó to nữa nè. Rồi em đo thông số ha. Cây có chiều cao lên đây là được 40 luôn. Có cái tán dài là được 49 đó cô chú anh chị. Nhớ chốt đúng mã giùm em ha. Này là 11Y ạ. Hoành thân cây này là được 21 đó cô chú anh chị. Còn cái phần đế là được 36 ha. Đây, đế nó dài ra tới đây luôn đó cô chú anh chị. Em chỉ đo tới khúc này thôi ạ. À, mã này mã 11Y ha. Thì cây khế này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 850.000 em bao ship ha. 850.000 em bao ship. 11Y 850.000 em bao ship. Mấy cây mà chậu xi măng như thế này đây là em không có ship, em cúp chậu bó bầu, cây nó thuần dữ lắm luôn cô chú anh chị an tâm ha. Dạ. Rồi em xuống cây luôn ạ. Rồi, tiếp theo em luôn. Dạ, tiếp theo là mã 12Y. 12Y cũng là một cây khế chua em ghép với khế nhật. Cây này nhìn nó giống như một con thú vậy đó cô chú anh chị ơi. Khế hôm nay là tàn ấm mịn như lắm luôn mà gốc nó cũng đẹp nữa ạ. À, rồi 12Y ha. Cây có chiều cao lên đây là 39. Có cái tán dài là được 49 ha. Đó, khế nhà em là bán quanh năm luôn cô chú anh chị, nào mà cần mua số lượng thì cứ liên hệ em ha. Đó, rồi để em đo cái phần đế dưới đây nghe cô chú anh chị. Phần đế dưới đây là được 32 ha. Rồi cái phần thân ngay chỗ này là được 22 hết cô chú anh chị. 12Y ha, thì cây khế này 800.000 em bao ship hết cô chú anh chị. Cây nào cũng ghép 3 bo hết, mấy cái bo thì nó lớn rồi. Đó, 800.000 em bao ship luôn ạ. Dạ, rồi. Rồi em xuống cây luôn ạ. Cô chú anh chị mua một cặp khế hay một cặp ổi hay bất cứ cây này cây kia gì em có bớt tiền cho mình hết hết cô chú anh chị. Mã này mã 13Y cũng là một cây khế chung ghép với khế nhật luôn. Cây này thì cũng 800 em bao ship luôn đó cô chú anh chị. Cái gốc này đẹp quá cô chú anh chị, nhìn như một con lạc đà nhé. Cây có chiều cao lên đây là được 40. Có tán dài là được 40 luôn. Cái gốc này đẹp. Dạ, cái hoành đế đây là được 33 hết cô chú anh chị. Em đo cái hoành thân ngay chỗ này đi. Hoành thân ngay chỗ này là được 19 nè. Mã này mã 13Y ha. Thì 800.000 em bao ship luôn. Cũng là một cây khế chua ghép với khế nhật ha. Đó, khế mà em ship á, mấy bữa cô chú anh chị mấy lá mà nó già, nó vàng, nó rụng ha. Còn mà đọt non non như gì á thì nó sẽ không có bị vấn đề gì nhiều đâu, nên cô chú anh chị an tâm nha. Mà nó có rụng á thì về vài ngày nữa là nó go lọt non rồi, nó có bông có trái rồi, chứ nó không có chết đâu cô chú anh chị an tâm giùm em ha. Dạ, rồi em xuống cây luôn ạ. À, rất là dễ sống luôn chú anh chị. Dạ, tiếp theo là mã 14Y. 14Y thì em có một cây me hết cô chú anh chị. Me này là me Thái ha. Dạ. Đây, cây này là cô chú anh chị nào mà trốt thì em sẽ ship chậu cho mình luôn. Cây này là dáng rất là đẹp luôn nè, vô chậu hoàn thiện rồi. Về cô chú anh chị chỉ cần để gì là chăm nước thôi ạ. À, rồi em đo thông số ha. Cây có chiều cao lên đây là được 37. Dạ, có tán dài là được 54 mà. Me Thái nha cô chú anh chị. Cái phần cũ ha, em đo cái phần cũ là được 33. Cái phần thân là được 16 hết cô chú anh chị. Cây liền là không có lỗi lầm chỗ nào hết. Mã này là mã 14Y. Cây me Thái này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 1.200.000. Em bao ship ship cả chậu cho mình luôn. Đó, me Thái nha cô chú. Me Thái rất là đẹp. Dạ, cái lọc đó, nó đẹp lắm cô chú ơi. Cái lọc nó màu đỏ hồng. Em xuống cây ạ. Và nó rất là dễ cho trái. Dạ, tiếp theo là mã 15Y. Đây, cũng là một cây me luôn cô chú anh chị. Mà me này me chua hết cô chú anh chị. Đó. Dạ, mã 15Y ha. Cây này thì quái cây lắm cô chú anh chị. Này, rồi em đo thông số luôn ạ. À, cây có chiều cao lên đây là được 38. Có tán dài là được 60 ha. Cây này quái quá cô chú anh chị ơi. Em đo cái phần đế đây ha là được 45 nè. Kiếm chỗ nào đo cái thân đây. Em đo cái thân ngay chỗ này đi nghe cô chú anh chị. Em đo cái thân ngay chỗ này là được khoảng 18 á. Đó,
Cây này nó dính nguyên một cục ngay chỗ này luôn. Cây này đẹp. Mã này mã 15 y với cô chú anh chị. Cây me này em giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 1.300.000. 1.300.000 em bao ship ha. Cô chú anh chị mua một cặp em bớt tiền lại cho mình nữa nè. Như cái chậu này là chậu xi măng em không có ship được. Cây này rất là quái cây nè, cô chú anh chị tham khảo ha. Như cái phần vách này ha, nó dính liền với nhau dữ lắm luôn. Nó chỉ gờ với nhau cái phần chót ở trên thôi ạ. Me này là me chua hết cô chú anh chị. 15 y ạ. 1.300.000 rồi em xuống cây luôn ạ. Cái này cũng là cây già của chú rồi, mình cắt lại bonsai. Dạ rồi, tiếp theo là em sẽ lên tiếp linh sam nha cô chú anh chị. Lô này là lô cây mới ha. Mã này mã 16 y. Linh sam song hình. Đó, cây này là mấy cây là sữa thăng mà nó co lắc rồi già, cốt cành nó già không à. Cây có chiều cao lên đây là 29. Có tán dài là được 62. Tán ngang của cây là được 43 hết cô chú anh chị. Hoành thăng là em đo cho cô chú anh chị gõ ha, là 20. Đó. Rồi 900.000 nha cô chú anh chị. 16 y 900.000 em bao ship cho mình luôn. Linh sam song hình. Mấy cây linh sam này già lắm cô chú anh chị ơi, thăng cây nào cây nấy nhìn nè. Nó to mà ha, mà cốt nó lớn mà nó quái cây nữa. Về sang chậu chỉ cần chăm nước thôi, lá già lặt lá làm hoa hết cô chú anh chị. Rồi 900.000 em xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là mã 17 y, cũng là một cây linh sam song hình luôn. Đó. Cây này cái gốc to lắm nha cô chú anh chị. Đó. Rồi em đo thông số ha. Cây có chiều cao lên đây là được 25. Có cái tán dài đây là được 70. Rồi, cây này 950.000 hết cô chú anh chị. Cây này rất là đẹp luôn. Để em đo cái hoành thăng ngay chỗ này là được 22 hết cô chú anh chị. Còn cái phần đế dưới đây là còn nữa nè. Về cô chú anh chị có thể khai thác thêm ha. Cái phần thăng ở đây là nó ăn xuống đây gãy treo nữa nè cô chú anh chị ha. Mã này là mã 17 y nghe cô chú anh chị. 950.000 em bao ship cho mình ha. Mua một cặp bớt 100.000 nữa đó cô chú anh chị. Mà mấy cây này tiền ship thì nó cũng khá là nhiều rồi hết cô chú anh chị. Cây dạ, nó già lắm luôn ạ. À. Rồi em xuống cây luôn ạ. À. Dạ tiếp theo là mã 18 y, cũng là linh sam song hình luôn. Rồi cây này cũng 950.000 luôn hết cô chú anh chị. Mấy cây này thân to to không, cốt nó lớn, nó tàn ấm mịn dữ lắm luôn rồi ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là 29. Có tán dài là được 70 hết cô chú anh chị. Linh sam song hình ạ. À. Để em đo cái phần thân ở đây là được 22 với cô chú anh chị. Đế nở không? Đế nó đều ra luôn. 18 y 950.000 em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Đó. Linh sam song hình ha. Dạ rồi. Rồi em xuống cây luôn. Cây nha cô chú anh chị. Lắc rất là đẹp luôn chú ha. Tiếp tục. Dạ luôn. Tiếp theo là mã 19 y nha cô chú anh chị. 19 y một cây linh sam song hình. Cây này đẹp lắm cô chú anh chị ơi. Cây này hai thân nó lắc với nhau nè. Nó bay ra luôn. Em đo thông số ha. Cây có chiều cao lên đây là 29 nè. Có cái tán dài là được 69 đó cô chú anh chị. Cây này tàn ấm mịn luôn, cốt nó lớn lắm. Hai cái thân của nó nè. Hoành thân ngay chỗ này được 26 luôn đó cô chú anh chị. Dạ mã này là mã 19 đi ha. Thì cây linh sam song hình này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 950.000 em bao ship nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà hổng dài chưa mua được linh sam á, mua mấy cây linh sam của ngày hôm nay ha, cây nó dài dữ lắm luôn rồi ạ. À. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. À. Dạ rồi. Nay mình có dạ sung. Rồi tiếp theo là mã 20 y hết cô chú anh chị. 20 y thì em có được một gốc sung ha. Sung này là sung trái nha. Đó, sung là dưới đất là có trái hết rồi cô chú anh chị ơi, thì lên chậu thuần thì cũng đã lâu rồi ha. Rồi từ từ về nhà mình là nó có trái ha. Trái thì nó sẽ mọc trên thân này nè. Đó, những nó sẽ ra gâu trái rồi nó có ba trái. Cây có chiều cao lên đây là được 34 á cô chú anh chị. Có cái tán dài từ đây qua đây là được 47 ha. Cây thú dáng nằm á mà liền lắm á cô chú anh chị. Hoành thân là được 22. Phần đế là em hạo như thế này đây được 60 nha cô chú anh chị. Dạ. Cái chậu này mình thân nó nằm hết trơn cái chậu luôn á cô chú anh chị. Mấy cây này về không cần ép chậu lại nó thuần lâu lắm luôn rồi. Mã này mã 20 y á cô chú anh chị. Cây sung này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 850.000. 850.000 em bao ship cho mình luôn ha. Cốt cành lớn hết trơn, tụi em đã điểm hai lần dây rồi. Rồi em xuống cây luôn ạ. À. Dạ rồi tiếp tục luôn. Dạ tiếp theo là mã 21Y. 21Y thì cũng là một cây sung luôn. Đó. Cây này thì cũng giá 850.000 luôn hết cô chú anh chị. Mua một cặp bớt 100.000 nữa ạ. À. 21Y ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là được 40. Có cái tán dài là được 47. Phần thân là được 28 hết cô chú anh chị. Phần đế là được 56 ạ. À. Này. Cây đế còn ở dưới đây là đế cuộn cuộn luôn á cô chú anh chị. Mã này mã 21Y ha, 850.000 luôn. Cũng là một cây sung trái á. Cô chú anh chị nhớ trúng mức mã giùm em ha. Mấy chậu xi măng này là em không có ship ha. Yeah. Em bó bầu hết luôn ạ. À. Rồi em xuống cây luôn ạ. À. Rồi cây sung mình chơi phong thủy, chơi lá, chơi trái luôn hả chú ha.
công dụng đều có hết. Dạ luôn. Tiếp theo là mã 22Y em có được những mấy cây mai chứa thủy trung nu của cô chú anh chị. Mà mấy cây mai này á là cái thân thì nó to nè, đế nó nở về, cô chú anh chị ép chậu để bàn giùm em ha. Thì lọc lá của ngày hôm nay thì nó đã ra rất là nhiều ấm rồi. Cây có chiều cao lên đây là được 26, có tán dài là được 42 ha. Cây rất là ấm tàn luôn nè. Cái hoành thân nha cô chú anh chị, hoành thân em đo ngay đây là được 25 nè. Rồi cái phần đế ha, phần đế là được khoảng 35 á. Đó, em đo chưa có hết nữa nè. Yeah. 35 hết cô chú anh chị. Mã này là mã 22Y á. Thì cây mai chứa thủy trung nu này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 900 ngàn em bao ship ha. Trung nu. Em nghiêng nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái dàn xương ở trong ha. Cây nó liền lạc lắm, không có lỗi lầm chỗ nào hết. Cốt nó cũng lớn rồi nè cô chú anh chị. Đó. Rồi, 900 ngàn 22Y. Rồi em xuống cây ạ. Tiếp theo là 23Y, cũng là mai chứa thủy trung nu luôn. Cây này cũng có giá 900 luôn. Cô chú anh chị mua một cặp bớt 100 nữa ạ. À. Cây có chiều cao lên đây là 26. Có tán dài là được 46. Toàn thì quá mịn luôn cô chú ơi. Dạ, hoành thân là được 24. Phần đế đây lớn á cô chú anh chị, đế được 44 luôn ha. Cây này nở đế lắm luôn ạ. À. Dạ rồi, 900 ngàn luôn, 23Y. Đó. Yeah, cây nào tàn ấm mịn, nó thân nó to nè, đế nó nở nè. Cốt cành lớn không cô chú anh chị ơi. 900 ngàn em bao ship luôn ha. Cây không có bị lỗi lầm chỗ nào hết luôn. Về ép chậu là chơi thôi chứ không có cần làm gì hết à. Rồi em xin phép xuống cây luôn ạ. Dạ tiếp theo là mã 24Y hết cô chú anh chị. Cũng là một cây mai chứa thủy trung nu luôn. Cây này cũng có giá 900 luôn. Cây này cũng đẹp lắm, tàn thì khỏi chơi luôn á cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 26. Có cái tán dài là được 47 hết cô chú anh chị. Em đo cái phần thân nha chỗ này đi ạ. À. Sao nó vụt hoài vậy? Phần thân là được 22 á cô chú anh chị. Cái đế nè, cái đế hai tay nha. Yeah. Đó, phần đế là lớn nha cô chú anh chị, cỡ 30 mấy ha. Đây, mã này là mã 24Y ha. Thì cái mai chứa thủy trung nu này cũng có giá là 900 ngàn em bao ship luôn. Đó, em cũng nghiêng ở trong cho cô chú anh chị nhìn cho rõ cây ha. Xương, tán, tành, dâm di đều có hết. Dạ rồi, 24Y 900 ngàn luôn một cây mai chứa thủy trung nu. Cây này đẹp đó cô chú anh chị. Yeah. Đây cũng là mã của clip của Bonsai Quy Hoàng nhà em ha. Em rất là chân thành cảm ơn tất cả các quý cô chú anh chị đã bỏ chút ít thời gian ra xem clip nhà em ha và mua cây ủng hộ em. Cô chú anh chị thấy yêu mến cây, yêu mến kênh, xin hãy nhấn nút đăng ký kênh để sớm nhận được những video mới nhất hết cô chú anh chị. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lục Tỉnh miền Tây vào những clip sắp tới. Em xin chào ạ. Dạ rồi, ủng hộ cho chị Huy Bonsai cây cảnh Huy Hoàng hết cô chú. Con xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú.